Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc. Và khi đi tới khu vực này, mình bắt gặp được một cái loại dây thuốc nó rất là quý trong y học cổ truyền của dân tộc ta. Nên mình quay video này để chia sẻ tới mọi người loại dây thuốc quý này. Dây thuốc này nó có tên gọi là dây cu lân. Cu lân nó là một cái cây gỗ leo hoặc là dây leo. Nó thường mọc thành từng bụi, tạo thành những gian rất là lớn mọi người. Thân da của nó thì thường có màu hơi trắng trắng hoặc hơi hung hồng hoặc là bực bạc như thế này mọi người này. Còn các cái cành non cành mình tẻ thì có màu nâu sẫm hoặc là hơi trắng trắng hoặc là màu nâu đỏ mọi người. Cây này có một đặc điểm đó là nếu như nó mọc những cái nơi nào mà rậm rạp với lại đất phì nhiêu thì lá của nó khá là lớn, lá mục đối, lá có hình trái xoan. Mặt trên xanh mà ngựa này, mọi người này. Mặt dưới thì có màu hơi nhạt nhạt hung hồng hơi hương vàng, lá mục đổi mà ngựa mẹp lá nguyên. Còn mình thế này mình chặt đôi một cái thân của cái dây cu lân đấy mọi người này. Mình sẽ quay cái vấn phía trong cho mọi người này. Đấy, mọi người thấy chưa, đây là mình mới chặt cho nên nó chưa hồng lắm. Đấy, nó tạo thành những cái vấn giống như kiểu mà dây cây huyệt đăng mà ngựa. Và có các cái thở như thế này. Đấy, màu rất đỏ đẹp. Còn quả của nó đây mọi người này. Cây này quả chín ăn rất là ngon. Và quả rất là nhiều. Quả có màu đỏ. Khi chín có màu đỏ cho nên là các thánh trong cái cảnh rất ưa chuộng. Sau đó khi đi rừng các thánh mới gặp được những cái cây này là các thánh hốt cái gốc lẫn rễ về trồng. Sau đó giờ cái loài dây này ở trên rừng cũng rất là hiếm gặp mọi người. Còn công dụng lâm thuốc của dây cu lân thì trong nhân dân nó thường được dùng để trị bệnh đau dạ dày này, rồi các cái bệnh liên quan đến đường ruột rất là tốt mọi người. Bây giờ mình tạm dừng video ở đây và thu hái một ít để về lâm thuốc. Đến đây, mình xin chào và tạm biệt mọi người.